Đàm Vĩnh Hưng sợ con bất hiếu, nhắn nhủ sau này khi về già, đừng khinh khi thuê người chăm sóc. Lo sợ số phận hầm hưu khi về tuổi xế chiều, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết nhiều lời nhắn nhủ dành cho con trai. Giọng ca lâu đài tình ái hy vọng bé Poro sau này sẽ đối xử tận tình giống như cách nam ca sĩ đã từng chăm sóc quý tử. Nhân dịp sinh nhật tuổi 51, Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ khi công khai bé Poro Huỳnh, tên thật là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân, là con trai ruột của mình. Sở dĩ phải đợi đến 3 tuổi mới dám tiết lộ vì anh muốn quý tử có một cuộc sống bình thường, không bị dư luận soi mói. Đặc biệt, netizen nhiều lần thắc mắc khi nam ca sĩ quyết dấu nhẹm danh tính mẹ ruột. Từ lúc lên chức bố, Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận cuộc sống của mình có nhiều thay đổi và bận rộn hơn. Trên trang cá nhân, ông Hoàng Nhạc Việt thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đồng hành cùng con. Với Mr. Đàm, việc cho con ti sữa, chế biến thức ăn hay thao thức mỗi đêm pro bệnh đều là những trải nghiệm khó quên. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng xúc động gửi lời nhắn nhủ đến Pro Huỳnh, chủ nhân bản hết xin lỗi tình yêu thật sự. Bản thân là người miền Trung nên bản chất hay lo xa, vì vậy ca sĩ hy vọng con trai sau này sẽ đối xử, chăm sóc với mình thật tốt. Cho dù lúc ấy đã tuổi cao sức yếu, đầu óc không còn minh mẫn như xưa, Đàm Vĩnh Hưng cũng hy vọng con trai không bỏ rơi, khinh khi hoặc thuê người chăm sóc mình để hoàn thành trách nhiệm nam ca sĩ khẳng định tài sản và sự nghiệp đều không thể so sánh với sự hiện diện của Poro Huynh. Anh tiếc nuối vì không thực hiện điều này sớm hơn khi tuổi tác và thời gian vẫn còn cho phép. Thay vì xưng bố con, Đàm Vĩnh Hưng gọi Poro Huỳnh là em yêu. Đây là cách bộc lộ tình cảm đặc biệt mà nam ca sĩ muốn dành cho con trai của mình. Đọc xong những lời chăn trở của Mr. Đàm, khán giả và đồng nghiệp đã phần nào hiểu được tấm lòng của người bố U50. Ai rồi cũng muốn con mình sau này hạnh phúc, khỏe mạnh và làm tròn chữ hiếu. Nguyên chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, hôm nay anh nghĩ rằng điều hay nhất của cuộc đời anh không phải là việc phải lăn lóc, vật lộn với cuộc đời này để có ngày hôm nay. Càng không phải là việc đã đoạt được bao nhiêu giải thưởng trong sự nghiệp, hay xây được mấy căn nhà, mua được bao nhiêu xe hơi, đi được mấy chục nước, sắm được chừng nào quần áo, mà chính là sự hiện diện của em trong đời anh. Và điều tiếc nuối lớn nhất của anh cũng không phải là bất kỳ điều gì khác, mà nó chính là việc anh đã không có em sớm hơn. Nhưng rồi câu hỏi nào cũng sẽ có câu trả lời cho nó, có điều mình muốn đối diện hay không thôi. Như anh rồi sẽ già đi, không còn minh mẫn và có thể sẽ không thơm tho mỗi ngày như lúc này, hoặc sẽ không đủ sức làm ngựa, làm bò để em trên lưng cha say tiếng vui cười anh xin em hãy đừng khinh khi đừng chế giễu hay đừng bỏ đi hoặc đừng thuê người khác chăm anh cho đúng bổn phận hãy nắm tay và dìu anh y như anh đã từng khi em bước những bước đi đầu tiên trong đời đừng để anh một mình hãy cho anh theo cùng như anh đã từng mang em đi khắp nơi bên anh hãy ngồi cạnh anh lâu nhất có thể như anh đã từng thức trắng nhiều đêm chỉ để nhìn ngắm em trong giấc mộng hãy giúp anh nhớ về tất cả như anh đã từng dạy em đếm và nhớ những con số và những chữ cái đầu tiên hãy thường xuyên thăm anh như anh đã từng mất ăn mất ngủ túc trực bên em mỗi khi đau bệnh hay phải vào nhà thương lúc nào cũng muốn nhìn thấy em hãy dặn dò nhắc nhở anh như anh đã từng nhỏ nhẹ dạy dỗ khi em chưa ngoan đừng khó chịu bực mình lớn tiếng khi anh lỡ làm rơi đồ đạc chỉ vì tay anh đã yếu và sau cùng hãy cười với anh hãy ôm anh hãy hôn anh như em đã từng em nhé anh yêu em hơn cả bản thân mình. Được biết, dù chịu nhiều áp lực nhưng Đàm Vĩnh Hương nói anh không hối hận khi công khai Poro Huỳnh. Trong suốt 3 năm qua, nam ca sĩ chỉ dám chia sẻ niềm vui tầm kín với hội bạn hữu Hà Hồ, Quang Linh, Vũ Hà, Mỹ Tâm. Đặc biệt, mẹ nam ca sĩ cũng dần thay đổi tích cực kể từ khi có cháu. Đàm Vĩnh Hương chia sẻ, khi Poro xuất hiện, gia đình tôi bỗng dừng êm ấm, mà tôi đã thành một người khác. Bà rất vui, vui lắm, ngày nào cũng mong được gặp mặt cháu nội. Bà không kiềm chế được xúc động khi biết con trai có con vào năm 48 tuổi. Hồi có pro, tôi giấu dữ lắm, không ai biết hết, kể cả má tôi. Có một hôm tôi đã tiệc, mua hơn 10 cái áo có chữ pro cho mọi người mặc. Tôi tới nói, má là, má ơi, con có con rồi, má tôi cũng bình thường không thấy nói gì hết, đến khi tôi mang pro ra. Bà nhìn cái miệng và cái cảm y chang tôi, thế là bà khóc quá trời, mít tiêu đàm xúc động.